HocTuDầu.com xin bắt đầu buổi thuyết trình về HTML and CSS Best Practice, tạm dịch sang tiếng Việt là những cái thói quen hoặc là những cái quy luật thực hành tốt nhất khi mà chúng ta code HTML và CSS. Người thuyết trình là tôi, Đặng Minh Tuấn. Cái nickname hiện tại là OIC và tôi đại diện cho HocTuDầu.com. Trước tiên thì xin phép giới thiệu đôi lúc một một chút về tôi. Tên đầy đủ Đặng Minh Tuấn, đây là một số cái thông tin cá nhân của tôi. Email, Facebook, Twitter, Yahoo. Rồi thì một số cái nick trên cái diễn đàn. Ví dụ như thời xưa tôi hay có thể lấy nickname là ZMT264 hoặc là ZMT, hoặc đôi khi là OIC hoặc là CS Questions, tức là thời xưa xưa rồi. Thế quá trình làm việc thì năm 2003 đến 2008 thì tôi đã làm cho rất nhiều các công ty về công nghệ thông tin như là Việtcom hoặc là OneIdea vân vân. Đến năm 2008 thì tôi làm cho công ty Nicecope có trang web shopify.com. Năm 2008 đến năm 2010 thì tôi đi dạy học như một giáo viên ở AppProject Uptech, đây là trang web uptech-news.com. Còn năm 2010 thì chủ yếu tôi dạy học như một giảng viên dạy học trực tuyến ở trên HocTuDầu.com. Trong cái quá trình làm việc và đi dạy thì tôi cũng tham gia đào tạo cho nhiều công ty và đào tạo về nhiều cái lĩnh vực khác nhau chứ không phải là chỉ về HTML và CSS. Về cách phát âm tôi xin phép là đôi lúc tôi đọc là HTML CSS, còn đôi lúc tôi phải đọc khác đi, ví dụ đọc là HTML thì cũng là HTML. Thế thì cái quá trình dạy HTML CSS thì tôi đã từng dạy ở những cái công ty như là LightScope hoặc là Vietsoftware International. Đây là cái trang web. Hoặc là VLEX và VietnamBiz. Thì đấy là thông qua sơ lược một số thông tin về tôi. Còn về cái chuyên môn làm việc thì tôi đây là những cái chuyên môn của tôi. Tôi làm về HTML, CSS, JavaScript, PHP và MySQL. Tất nhiên là bởi vì tất cả những cái slide của tôi hiện đa phần về HTML, CSS là rất là nhiều. Những cái bài viết trên mạng cũng về cái đấy rất là nhiều, cho nên có nhiều người cứ tưởng rằng tôi chỉ làm việc với HTML, CSS, nhưng mà trên thực tế thì có một thời gian đầu tiên tầm năm 2006 tôi làm lập trình về HTML CSS là nhiều nhất. Tầm 2008 tôi làm cho Nicecope, thì trong cái quá trình tối ưu hóa trang web shopify.com thì tôi cũng làm HTML CSS khá là nhiều. Nhưng có thời gian còn lại thì tôi không code HTML CSS mấy. Tổng cộng thời gian code CSS thì nó cỡ vào khoảng 1 năm. Đấy là giới thiệu thông qua một số thông tin sơ lược về tôi. Thế còn trước khi chúng ta đi vào cái slide thì tôi có nói qua thế nào là HTML, CSS, mặc dù có thể coi như những cái người mà đã xem cái slide này thì đều hiểu HTML, CSS là gì rồi, nhưng mà tạm thời tôi nói qua một tí. Đó là nếu mà chúng ta ví dụ như browser là một người công nhân, đây tôi có một hình ảnh người công nhân và trình duyệt, thì ở đây chúng ta có thể browser chính là trình duyệt, ví dụ như là IE, như là Firefox. Thế và chúng ta ví như trang web một cái căn nhà. Thế thì chúng ta ở đây chúng ta có thể ví là cái những cái dòng chữ, những cái nội dung trong trang web như nhà, những cái viên gạch để xây dựng lên cái căn nhà đấy. Nhưng mà để cho cái căn nhà nó đẹp thì người ta cần phải phân vùng thành mặt trước, mặt sau, khung cửa vân vân. Thì HTML có cái nhiệm vụ phân phân vùng, division tức là vùng. Còn CSS là mực, là pane, đây người ta có nhà rồi chúng ta phải sơn màu cho nó đẹp. HTML và CSS đã có một cái quá trình phát triển từ năm 1993, bản HTML 1.0 đã ra đời.
và sau đấy lần lượt các cái bản 2.0, 3.2 và bản phổ biến nhất là bản 4.0 hay 4.0.1, 4.01 năm 1999. Còn bản CSS phổ biến nhất là chúng ta đang dùng là CSS2. Thì còn tương lai, ví dụ như năm 2010, bây giờ hoặc là sang năm thì có thể HTML5 và CSS3 sẽ ngày càng phổ biến hơn. Thế thì ai là người đã ngày ngày để mà làm việc với lại HTML và CSS? Thế thì ở đây đó là những người như là web designer hoặc là những cái người mà ở đây tôi tạm gọi là CSSer, tức là những người thực hiện cái nhiệm vụ chuyển cái file Photoshop của web designer sang thành HTML và CSS. Thì thực tế thì cái người web designer thì người ta cũng có thể thực hiện được cái công việc đấy. Thì nhiều cái công ty thì một người web designer làm hết, nhưng mà cũng có nhiều cái công ty thì cái người làm CSS thì đồng thời cũng là người làm JavaScript. Thế mà để chúng ta hiểu biết hơn về cái công việc làm web thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link sau. Ở đây tôi có nói thêm. Thế còn về cái presentation này thì nó dành cho những ai? Nó dành cho những cái đối tượng mà đã biết HTML CSS là gì rồi, và thậm chí là đang làm việc với HTML CSS hàng ngày và họ muốn làm ra những cái trang web tốt hơn, viết code tốt hơn. Và nó không dành cho những ai mà không quan tâm tới HTML CSS hoặc là ngày ngày vẫn làm việc với HTML CSS nhưng mà không muốn viết code cho nó tốt hơn. Ở đây sau đây là một số cái ký hiệu mà tôi sẽ sử dụng trong cái bài trình diễn. Thứ nhất là cái màu đỏ là thể hiện cho một cái gì đấy mà nói chung chúng ta không nên dùng. Còn màu vàng thì thể hiện cho những cái mà nó đôi lúc chúng ta có thể dùng được. Nói chung dùng cũng được, gọi là chấp nhận được, acceptable. Còn right là những cái mà nói chung thì chúng ta nên dùng, đó là những cái ký hiệu. Trong cái bản trình diễn thì tôi có trình bày về 10 cái quy luật mà tôi đã đúc rút trong cái quá trình làm. Đây là những cái quy luật mà nó có thể không những áp dụng với CSS mà có thể áp dụng cả với những ngôn ngữ khác như JavaScript, PHP hoặc nói chung kể cả những lĩnh vực bình thường trong cuộc sống cũng có thể áp dụng được. Với mỗi một quy luật thì bao giờ tôi cũng chia ra làm một số phần. Ví dụ như phần định nghĩa cái quy luật đó hoặc là cái quy tắc đó. Sau đó là các cái ví dụ cho các cái quy tắc đó. Và cuối cùng là các cái thói quen thực hành dành cho các cái quy tắc đó. Còn team note tức là cái thói quen thực hành nhưng nó áp dụng cho một team, ví dụ như nhiều người làm việc với nhau. Đấy, thì nếu như bạn đã bắt đầu thì chúng ta có thể sang cái phần tiếp và tiện thể thì tôi giới thiệu qua. Ví dụ như cái phần đầu, đây là giới thiệu này. Sau đó đến định nghĩa này, sau đó đến ví dụ này, ví dụ và sẽ cuối cùng là tổng kết một cái phần những cái quy tắc. Đấy, và sau đó thì lại sang một cái quy tắc mới, cái quy tắc mới lại có định nghĩa và lại có ví dụ. Sau đó có thể là nếu tôi thấy một ví dụ là đủ hoặc là nó cần quá nhiều, một ví dụ cũng không đủ được hoặc nhiều cũng không đủ thì tôi tạm thời tôi viết các cái quy tắc luôn. Đấy, đây chúng ta lại xem một cái ví dụ khác. Đấy, thế thì trong cái phần trình bày tiếp sau thì tôi sẽ trình bày cụ thể từng cái nguyên tắc một. Còn bây giờ chúng ta hãy chỉ đi sơ qua cái slide một chút thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị là chúng ta sẽ đi vào từng phần một.